Chào mừng anh chị đã đến kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua nhà Hà Nội với diện tích rộng, mặt tiền rộng, ô tô vào nhà và có thang máy quanh khu vực Cầu Giấy thì đây là lựa chọn hiếm có dành cho anh chị. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, có diện tích xây dựng là 73m², được thiết kế 6 tầng có thang máy với 6 phòng ngủ khép kín anh chị nhé. Giá đang được chào bán chỉ có 14,2 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu căn nhà hiếm có này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà đất Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà đất Hà Nội có gara ô tô và thang máy nằm tại phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy mà em Phương muốn review cho anh chị ngày hôm nay. Căn nhà đất của chúng ta thì có diện tích sổ đỏ là 67,3m² và diện tích xây dựng là hơn 70m² anh chị nhé. Với mặt tiền là 6m. Đấy, căn nhà của chúng ta được xây dựng 6 tầng, có thang máy. Với mặt tiền rộng như thế này thì chúng ta mở cửa sổ sẽ rất là thoáng đãng. Nhà hướng Bắc, Đông Bắc anh chị nhé. Sẽ phù hợp với các anh chị hợp cả hai hướng. Và chúng ta sẽ để bàn thờ hợp lý thôi. Đây đường trước nhà đây anh chị. Đấy, rất là rộng rãi, ô tô vào thoải mái. Cách phố Hoàng Quốc Việt, phố chính của chúng ta thì đâu đó cũng chỉ tầm khoảng 200m thôi. Đấy, rất là gần. Rồi hãy cùng em Phương lót lại một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này nhé. Với tầng 1 thì chúng ta sẽ thiết kế để gara ô tô. Đấy. Cũng như nếu anh chị nào mà có nhu cầu làm văn phòng hay kinh doanh buôn bán gì thì chúng ta sẽ xử lý ở tầng 1. Đấy. Rất là thoải mái. Với tầng 2 là phòng bếp, phòng khách. Tầng 3, tầng 4, tầng 5 thì mỗi tầng 2 phòng ngủ. Riêng khu vực tầng 5 thì sẽ có thêm một phòng thờ nhỏ nữa. Còn khu vực tầng 6 là khu vực giặt rũ, sân phơi. Đấy. Với tầm diện tích 70m² như thế này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng rất là nhiều tiện ích công năng ở đây. Đấy. Vì mặt tiền rộng cho nên như căn nhà này thì sẽ thiết kế thang bộ xung quanh. Đấy. Và thang thì hệ thống kính xung quanh hết. Đây. Tất cả thì đã được lắp hệ thống điều hòa, rèm cửa hết rồi. Khu vực bếp ăn và phòng khách ở tầng 2. Đấy. Mặt tiền rộng, chúng ta sử dụng rất là thoáng. Thực ra như bên phía góc phải màn hình của anh chị này. Đấy. Thực ra nếu mà để thông ra hết thoáng thì phòng khách của chúng ta sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên đổi lại thì tầng 2 của chúng ta sẽ lại không có nhà vệ sinh. Nhưng không gian sẽ rộng hơn rất là nhiều đấy anh chị. Nếu anh chị đã theo dõi kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội thì em Phương đã quay rất là nhiều các căn nhà có diện tích 70m², thiết kế có gara ô tô và thang máy rồi. Thì anh chị thích mẫu nào hơn? Riêng em Phương thì em thích phong cách là để thang máy, thang bộ đấy, về cuối hết đấy, tất cả thì sẽ để thông sàn lên. Nếu một tầng nào chúng ta muốn sử dụng hai phòng thì chúng ta có thể ngăn ra đấy, rất là hợp lý. Đây là khu vực tầng 3. Đấy, tầng 3 của chúng ta. Mỗi tầng 2 phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ thì ok rồi. Thế này thì cũng rất là rộng. Vì mặt tiền 6m, vệ sinh khép kín. Trang bị đầy đủ sen cây. Đấy. Phòng phía ngoài đây. Ở đây thì độ sáng về phần đèn thì có vẻ hơi tối. Quý anh chị mua về thì có thể lắp thêm hệ thống bóng tuýp đèn LED cho sáng phòng lên nhé. Rồi, chúng ta khám phá khu vực thang máy. À, rất sáng luôn. Lên tầng 4. Tầng 3, tầng 4, tầng 5 thì thiết kế giống nhau. Thang máy là
350 kg cho 5 người anh chị nhé. Phòng thì cũng giống như khu vực của tầng 3 thôi. Đấy. Thiết kế mỗi bên 2 phòng. Như này thì nếu mà để công năng sử dụng để ở thì rất là ok. Còn nếu mà để kết hợp làm văn phòng nữa thì chúng ta sẽ mất khá là nhiều diện tích cho nhà vệ sinh. Tuy nhiên thì mỗi căn nhà nó sẽ phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình thôi. Có những anh chị thì không cần kết hợp yếu tố kinh doanh, chỉ ở không thôi, thì như căn này thì ở sẽ rất là tuyệt vời. Nhiều phòng ngủ đấy. Nhiều phòng ngủ vệ sinh khép kín nữa. Thang bộ rộng rãi đấy. Còn là những anh chị nào mà muốn làm văn phòng thì sẽ thiết kế theo kiểu form là cầu thang rồi thang máy vệ sinh để cuối nhà thì nó sẽ hợp lý hơn. Trên này chúng ta sẽ 2 phòng và một khu vực phòng thờ nhỏ chán ở đây nhé. Đấy. Bên cạnh đó thì hai nhà vậy, hai phòng thì sử dụng chung một nhà vệ sinh ở đây. Đây là khu vực tầng 5 rồi với 6 phòng ngủ và có phòng bếp phòng khách riêng. Đấy. Một gia đình ở 3 thế hệ cũng rất ok anh chị nhé. Đây là khu vực tầng 6 của chúng ta. Khu vực giặt giũ và sân phơi hai bên. Đấy, rất là thoáng. Đấy, rất là thoáng luôn. Hãy gọi điện thoại cho anh Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.